Mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một mẫu ghế nóc của thương hiệu MG IFC07 ha. Đây, với một mẫu mới của nhà MG thì nó mang hình dáng một bông hoa ha. Thường thì một sắp ghế nóc này chúng ta sẽ có tới 100 tờ ha, và 76 x 76 mm, hay còn được gọi là 3 x 3 inch ha. Đây, bây giờ mình sẽ gỡ ra cho các bạn xem bên trong ha. Sắp ghế nóc này chúng ta sẽ có 4 màu ha. Nó sẽ có những màu pastel khá là nhẹ nhàng nhằm tôn lên những cái chữ viết và những ghi chú của mình ha. Nó sẽ có màu xanh dương, màu vàng, màu xanh lá và màu hồng ha. Rất là màu, rất là nhẹ nhàng luôn. Mỗi màu thường sẽ có 25 tờ ha. Đây, chúng ta có thể chú ý về cái độ bền và độ tốt của cái miếng giấy nó này, đó chính là nhìn vào cái độ keo của nó ha. Đây, chúng ta gỡ ra mà nó không hề bị sầm sùi cái mặt đằng sau ha. Keo rất là mịn màng luôn. Chúng ta có thể dán lên mọi chất liệu, ví dụ như bàn học hay là những cái ly nhựa, hoặc là lên máy tính nhằm để ghi chú nè, ghi nó những thông tin cần nhớ ha, những thông tin quan trọng. Độ bền dính nè, chúng ta phải gỡ ra và dán đi dán lại nhiều lần mà nó cũng không bị mất đi cái độ keo ha, rất là bền luôn. Nó lại mang một cái hình dạng bông hoa rất là dễ thương ha, nhằm cho tạo sống động trong việc học tập hay công việc của mình ha.